Sáng ngày 19 tháng 1, tại phòng khám quân dân y xã A San, huyện Tây Giang, công ty cổ phần đầu tư năng lượng Quảng Thuận, thành viên của tập đoàn Quảng Thuận, trao tặng xe cứu thương phục vụ công tác chăm sóc y tế tại địa bàn. Dự buổi trao tặng xe cứu thương có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Phòng khám đa khoa quân dân y kết hợp đóng chân trên địa bàn trung tâm 4 xã vùng cao A San, Chơ Hi, Chơ Âm và Gari. Ngoài việc thăm khám cho bà con tại đây, thì nơi đây cũng đồng thời chăm sóc sức khỏe cho bà con giáp với nước bạn Lào. Việc trao chiếc xe cứu thương là món quà vô cùng thiết thực. Mỗi lần ở đây chuyển viện về dưới đồng bằng dưới huyện thì đi gần 50 cây số, mà đường xá đi lại là rất khó khăn. Bà con nếu mà không có xe vận chuyển thì bà con phải khiêng bằng võng, nên là đi lại nó rất khó khăn. Đây là món quà nói chung là rất thiết thực và ý nghĩa, để đó mình kịp thời mình vận chuyển cho bà con về tiếp cận được cái tuyến sau nó nhanh và kịp thời. Đồng thời qua đó có mấy cái bản giáp biên của nước bạn Lào, thì hai nó bận mà đi qua để cái nước của bên bạn á, thì cái trung tâm của bạn á, thì nó rất xa, đi 5-6 ngày đường, nên là nó qua bên mình đây thì gần hơn, nên là rất kịp thời và thiết thực. Có thể nói, sau trung tâm y tế huyện Hiệp Đức mới đây, thì đây là lần thứ hai tập đoàn Quảng Thuận trao tặng xe cứu thương có giá trị 1,1 tỷ đồng với trang thiết bị hiện đại cho huyện Tây Giang, theo lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh nhằm chăm sóc sức khỏe cho hơn 10.000 dân 4 xã vùng cao. Nếu tính nhân dân 8 cụm bản dọc biên giới với Lào, huyện Cà Lâm, Đắc Chưng và 3 xã của huyện bạn Nam Giang, Chê Chun, La E, La Dê, giáp Tây Giang, thì dân số lên đến hơn 21.000 người. Hết sức là vinh dự và có ý nghĩa đối với đảng bộ chính quyền. Cái chiếc xe mà của công ty Quảng Thuận trao tặng thông qua các đồng chí lãnh đạo tỉnh kêu gọi thì nói rằng đây là một cái món quà hết sức có ý nghĩa đặc biệt. Cái chiếc xe của anh Thuận, của anh Thủy, của chị Hoa là phục vụ cả nhiệm vụ quốc tế này, chứ không chỉ riêng bà con biên giới của Tây Giang. Cái món quà của các anh này hết sức là quý báu. Mình xin hứa với các anh lãnh đạo tỉnh Tây Giang sẽ quản lý tốt cùng với anh Mẫn về chiếc xe này để phục vụ đúng mục đích, ý nghĩa về chính trị, về văn hóa, đặc biệt là phục vụ cho bà con bên Lào. Công ty Quảng Thuận là doanh nghiệp có các những người con quê hương Quảng Nam làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Với mong muốn được đóng góp chia sẻ những khó khăn của bà con quê hương Quảng Nam nói chung và Tây Giang nói riêng, xin được trao tặng chiếc xe cứu thương cho đồn biên phòng A San, cũng nhằm mong muốn là đáp ứng được cái việc vận chuyển cấp cứu cho bà con ở 4 xã và các vùng biên giới kịp thời. Đây cũng là món quà của những người con quê hương luôn mong muốn hướng về quê hương và cũng mong muốn cùng quê hương Quảng Nam chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đáp lại tấm lòng của những doanh nhân Quảng Nam nói chung và tập đoàn Quảng Thuận nói riêng, đại diện lãnh đạo huyện Tây Giang đã có món quà gửi trao đến hai đại diện tập đoàn Quảng Thuận. Đồng thời, nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đã trao tặng quà Tết cho các y bác sĩ của phòng khám đa khoa quân dân y A San nhằm động viên tinh thần những người lính mang quân hàm xanh đang cùng bà con dân bản ngày một phát triển mọi mặt đời sống và gìn giữ biên cương của Tổ quốc.